Bên cạnh búa Mjolnir của Thor hay bộ giáp của Iron Man thì khiên của Captain America cũng là một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất của MCU. Đồng hành cùng sự phát triển của nhân vật, chiếc khiên được Marvel chú trọng cải tiến và tạo ra nhiều phiên bản khác nhau. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua mọi phiên bản khiên của Captain từng xuất hiện trong MCU nhé. Đầu tiên chắc chắn phải nhắc đến chính là chiếc khiên OV Original Vibranium. Chiếc khiên này xuất hiện lần đầu trong Captain America The First Avenger, khi Steve nhận ra nó lẫn trong những mẫu vật mà Howard Stark đang chế tạo cho quân đội. Như các bạn đã biết, nó được làm từ vật liệu cứng nhất thế giới, Vibranium, thứ có khả năng làm chạch hướng đạn và gần như không thể bị phá hủy. Tuy nhiên, Cap đã đánh mất nó trong Civil War và phải sử dụng tạm những chiếc khiên của Wakanda trong Infinity War. Và trong Endgame, anh ấy đã đoàn tụ với chiếc khiên của mình một lần nữa, nhưng chỉ để chứng kiến nó bị đập vỡ bởi Thanos. Đó vẫn chưa phải là kết thúc của chiếc khiên này. Sau trận chiến với Thanos, Steve đã du hành về quá khứ để trả lại các viên đá vô cực về đúng vị trí của nó. Nhưng thay vì trở lại hiện tại theo đúng kế hoạch, anh đã chọn ở lại quá khứ để sống một cuộc đời trọn vẹn với Peggy Carter. Và vì thế, một dòng thời gian song song đã được tạo ra, Steve đã có được chiếc khiên mới từ dòng thời gian đó. Trở lại dòng thời gian của MCU chính ở tuổi già, Steve đã trao lại chiếc khiên này cho Sam Wilson cùng với sứ mệnh Captain America. Tuy nhiên, Sam lại quyết định đưa nó cho chính phủ. Nhưng không lâu sau đó, anh đã phải hối hận với quyết định sai lầm này. Bởi chính phủ Mỹ đã đâm sau lưng anh một nhát khá đau bằng việc trao nó lại cho Captain America mới, John Walker. Nằm trong tay Walker, chiếc khiên đã bị dính líu tới một số vụ việc lộn xộn và thậm chí trở thành vũ khí giết người, trước khi quay trở lại với chủ cũ hợp pháp của nó, Sam. Tuy nhiên, khiên OV không phải là chiếc khiên đầu tiên của Captain. Trước khi sở hữu khiên Vibranium, Steve từng sử dụng khiên đạo cụ mà anh đã dùng trong chuyến lưu diễn USO. Mặc dù thứ này chủ yếu chỉ dùng để làm cảnh, nhưng nó đã được Steve mang theo trong nhiệm vụ giải cứu binh lính đồng minh ở Áo, bao gồm cả Bucky Barnes. Chiếc khiên thậm chí còn bị hư hỏng khá nhiều, bởi Steve đã dùng nó trong cuộc chiến với chỉ huy của Hydra, Johann Smith hay chính là Red Skull. Bên cạnh những chiếc khiên tiêu biểu đó, còn có rất nhiều chiếc khiên khác từng xuất hiện trong MCU và một trong số đó là Protoshield. Trong Spider-Man Homecoming, Happy Hogan đã đề cập rằng Tony đang hoàn tất chiếc khiên nguyên mẫu mới cho Captain America. MCU ban đầu dự định sẽ giải quyết hiềm khích giữa Tony và Steve ngay trong Infinity War bằng chiếc khiên mới này trước khi trả lại phiên bản nguyên gốc Vibranium ở Endgame. Tuy nhiên, sau đó ý tưởng này đã bị thay đổi và Steve đã sử dụng chiếc khiên của Wakanda do Shuri thiết kế. Nếu bạn còn nhớ thì ở cảnh post-credit của tập 5, John Walker cũng tự làm cho mình một chiếc khiên. Về mặt lý thuyết thì đây cũng được coi là một trong những phiên bản khiên của Captain America. Tuy nhiên thì trong tập 6, chiếc khiên pha ke này đã bị đập thành đống sắt vụn trong trận chiến với nhóm Flag Smasher. Và đó là những phiên bản của khiên Captain America trong MCU. Nếu các bạn còn biết thêm gì khác về những chiếc khiên này, hãy cho mình biết ở phần comment nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.